Rồi, mình nằm ngửa ra, bắt đầu hai anh sẽ tải từ đây, tải xuống phía dưới. Tải xuống tay vậy không? Ta phải cầm vậy là nắm tay vậy. Tải vậy không? À, từ từ. Không, cái tải thì ta sẽ nói cho nghe. Bây giờ, em lên đây, em nói em đi. Lên đây em. Lên đây. Rồi, bây giờ em quay lại. Rồi, cả ngửa ra làm sao? Ngửa ra làm sao? Đó. Rồi, bắt đầu, tải. Thôi tới đây thôi, đừng tải nữa, nặng quá. Anh ơi, ai cổng mình vậy? Mình nhạo lắm, chứ nặng lắm, một không một. Không, cổng mình đi. Anh cổng mình đi, ai chịu nào một ai. Hả? Bây giờ mình một cổng hẹp đi. Đâu cổng một luôn hả? Tốt ghê vậy thôi. Tài sẽ chơi một cổng một cho công bạch. Cổng đi. Nhưng mà một đội ba chị nữ, một đội bốn chị nữ sao mà chia? Bây giờ ông vô xây dòng, xây dòng. Bây giờ nè, mỗi một anh sẽ có nhiệm vụ là cổng một chị lên trên đó. Và đội nào mà ba người nữ thì đội nào ba người nữ đâu? Em ở đội nào? Là sau khi em áo vàng, sau khi mà em được cổng lên đó, em vui lòng chạy thẳng lại đây không? Nhưng mà khi mà người kia cổng lên trên đó thì cái người còn lại đứng đây được cổng tiếp nha. Chứ không phải là vừa cổng lên là chạy đủ. Bà tài sẽ đứng đó là làm trọng tài. Anh chị hiểu chưa? Nhưng mà khi mà cổng đưa nàng về xong, anh chị có nhiệm vụ à, lát nữa chúng ta sẽ đứng ở yên tại vị trí đó, chúng ta sẽ tổ chức trò chơi tiếp theo. Rồi xin mời lui ra hết. Tới đâu? Lui ra khỏi lưới. Ai qua lưới? Qua lưới, qua đây. Qua lưới. Ủa sao vậy? Vậy nó mới có. Vậy nó mới có. Bên lưới này, bên lưới này. Nó bên lưới còn. Dạ không, mình luôn bên lưới hết, chỉ có người nào mà thi á mới đứng trên lưới. Rồi, nữ đâu, nữ đâu? Chuẩn bị. Nữ, ba nữ lên trước. Rồi chưa? Anh đứng lên trên đi, anh cổng dưới ba, bước lên trên. Bước ngang qua, chuẩn bị lên trên chưa cổng nha. Đếm mấy cổng nha, chuẩn bị. Một, chưa? Một. Hai. Chắc vô. Ba, bắt đầu. Gắn lên, lấy lên. Trời ơi, chạy tới xíu. Rồi, xin mời tiếp theo, lên, lên, đó. Cố lên, cố lên, cố lên. Đúng rồi, đúng rồi. Không đội nào ba nữ chạy về, đúng rồi. Rồi, một nam mới chạy về, một nam đội. Nếu nếu mà xuống đi, chạy về. Hãy cổng người tiếp theo luôn. Rồi, lên. Ở trên. Sao không cổ? Lên trên luôn, lên trên luôn, lên trên. Chết cha rồi. Bây giờ mà trời mưa, tôi không biết nói tiếng.